thằng chùa to bây giờ không ngon đâu. Gọi là cứ lấy to cho khách thích thôi. Chùa to cũng không khách Hà Nội nhà mình về để lấy thích ăn giả cây. Nấu giả cây ngon mà. Nấu giả cây ngon hơn rán. Nhưng mà rán ngon. Anh không pha à? Ít nước. Đúng luôn. Thế hai cân không đều đâu. Một phát. Ôi chị này mua mặc một áo vết của béo ấy. Nhưng mà béo đẹp. Ôi chị này béo. Đổ bố nó vào cái xô kia xong là đổ tổng phát tất xuống. Làm của ai? Người đấy. Không buồn nào. Nhanh nhỉ. Chuẩn vẫn thở. Thở làm cũng không lâu mấy. Ơ không bỏ ra này. Ông Sản đi xuống đây mình gặp. Này, ông Diêu đấy. Ta xuống nhà ông Thái chơi. Ông Thái ông nha đang đang trên nhà ông Quảng Ngân ấy. Thì là ngoan xe luôn. Lý do mình lại thấy ngồi này. Là ông mình.